Phạm Nhân Tấn Vlog xin chào bà con và các bạn. Năm mới tới, Phạm Tấn chúc bà con các bạn an khang thịnh vượng và chúc mấy đồng đạo thật nhiều sức khỏe để tinh tấn tu hành tới ngày viên mãn. Đây nha quý vị, em bữa nay em đi lấy đi lại cái bãi của em để bãi dành dành nước để em bứt mấy cái đọt về em đắp trên cổ của em rồi nó hiệu quả như thế nào không về nghe không hỏi với mấy gì mấy chú mấy bác ở xóm đó, thì mấy chú mấy bác nói phải đỡ nhất giờ tới em bữa nay em trồng nè quý vị. Trồng bữa nay nó xum xê đọt rồi quý vị. Mấy cây vàng vàng này là nó sống nha quý vị chứ không phải là nó chết nha, nó già rồi, nó đụng lá rồi nó lên là lá mới. Nè. Cái này em trồng dưới mé sông nhà của em nha. Em tới 2-3 bãi lần. Bãi này là bãi trên nhà của ông anh vợ, còn bãi của em ở dưới nó đang phát ở dưới nữa quý vị. Nè mấy cái già già nè quý vị nè, già già nó lên bông gì nè. Nó lên lá gì đó, nó em bứt thì nó chồi lên. Chồi lá mới quý vị. Nè cái này là già lắm quý vị, thuốc già đó. Nè quý vị. Em cũng mới bứt cho bà con người ta. Mới. Bây giờ em tính về em bứt về, em tự đắp em luôn. Rồi em quay chi tiết cho quý vị đắp sao rồi nó như thế nào. Đắp xong rồi tán nhẹ mỏng ra. Dư không? Vô này hả? Không thấy có đỏ gì đâu. Nóng. Nóng trong á. Nó có nóng. Hồi lấy cái giấy ấy lau. Ngay đây hả? Ừ. Nó nóng ngầm ngầm nghe quý vị.
chưa? Chưa.